đi câu cá là để trốn đời hay sao, người nào cũng cầm cái điện thoại hết trơn. Đi câu cá có vẻ như là đi trốn đời nè, đây một cái điện thoại nè, kia một cái điện thoại đó. Rồi đằng kia một cái điện thoại nè đấy. Trốn đời. Tận mây xanh mong cho lòng ấm lại, để con yêu mùa gió bay, để con say tình chân thành. Thôi đi ra ngoài đi, ổn định chỗ ăn đi. Ra chỗ câu. Cái thằng này là cái thằng đam mê câu. Ngày từng nào nó cũng phải đi câu nó mới chịu nổi, không thôi nó bệnh. Rồi ăn hơi thua rồi không? 30. Bà thua nhiêu? Rồi rồi thím ăn nhiêu? Ăn được 30 ngàn. Bà hai người thua nhiêu? Người 15 ngàn cái gì? Con quỷ này nó có dữ rồi. Con quỷ này nó không đau dữ rồi.
Về thăm Kiên Giang dòng riêng miệt tứ An Biên, chiều qua Hà Tiên Đông Hòa hòn đất Gò Cao, Cà Mau mến yêu cuối trời U Minh xóm muối, Ngọc Hiển rạch Tàu cho nhớ thương nhiều Cà Mau, ruộng xanh tốt tươi bao đời nuôi ta khôn lớn, vượt lúa quê mình đó là miền Tây quê. Miền Tây quê hương ai về, ai nhớ ai thương, vượt qua Long An chợ đào hương lúa còn hương, Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phương, rạch Miễu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn, đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến pha xưa, xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió lùa, Trà Vinh Trà Cú đón chào mời ăn bánh tét, xa đét rạng người yêu dấu tháp mười Tràm Chim, ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nỗi vui đôi bờ sông Hậu Giang, sóng trăng đón chờ nghe lời rao của nàng ban bánh ngon mua giùm em, bánh bia dùng thơm từ chối làm sao lời rao chân thật, từ chối làm sao vị ngọt đất quê mình. Bạc Liêu xứ sở tôi yêu, tiếng ai đàn lạ lời câu dòng cổ, về thăm mảnh đất An Giang Châu Đốc Chia bà 23 tháng 4, đi lễ dâng hương cầu cho gia đạo bình an, về thăm Kiên Giang dòng riêng miệt tứ An Biên, qua Hà Tiên Đông Hòa hòn đất Gò Cao, Cà Mau mến yêu cuối trời U Minh xóm muối, Ngọc Hiển rạch Tàu cho nhớ thương nhiều Cà Mau, ruộng xanh tốt tươi bao đời nuôi ta khôn lớn, vượt lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. Ở dưới đây cái này nè, không phải cái chủ ngồi mà mắm me nữa nè. Mọi chuyện đều do ông gây ra. Ui ớt. Ăn mà ăn cá thôi khỏi. Cái đường mương này nè. Cái đường mương mà cố nó. Mày đừng chớm mày. Để nè. Bữa còn coi. Quay cái bếp nướng nữa chứ. Làm cái lỗ nướng cá luôn kìa.
Nói nấu năm con cá gô mẹ, nấu cơm á. Cái nấu canh chua đó cái ăn rau không, không có ăn cá. Bà cô giống dữ. Cá ngán hả? Dạ. Cá gô, nấu canh chua chim đó. Chim hầm mấy. Không phải chúng không có mấy điện thoại chạy. Nó trong túi đâu rồi? Đang mới đây bán gốc cho anh giúp giả đâu vậy? Không. Sao đây em giật. Ủa ngoài rồi trong cái em cái vỏ hả cô? Tưởng là hộp hộp gì vậy? Cũng không còn sớm nữa. Anh về sớm nghỉ đây ha. Cũng ngoài đây. Chị ơi ăn đi chị. Bữa nay câu không đủ ăn nè. Chút ta mình sao gói được trời. Ta vô. Rửa đi. Hả? Rửa. Kêu không thích vô coi. Còn ngồi quậy á. Thành phía thương. Trong cá thì ngồi cả. Gây. Không thôi. Lấy câu cá mà buồn quá. Có dung mà cô đó à. Cá vuông á bà cô út em. Cho giờ móm coi nè, giờ móm. Móm hàm, giờ móm đi về. Giờ móm. Đây là mẹ tôi. Quên. Quên cho chị Hấu. Mới có nói đi cái là 37. Dưa Hấu ăn chưa? Chưa mà. Câu. Câu kẻ con Dưa Hấu luôn cô ơi. Mẫu người đấy là có nằm trong. Thì chứ cái này là gì khó kiếm dữ lắm à. Đang có cá ăn nè mọi người. Có bún nữa hả? Bún của bà cô ăn rồi sáng. Ở đâu mà có sẵn. Dạ quay con cá đi. Cái ruột con cá đâu rồi? Cái nào cũng lụm hộp. Sao kỳ vậy kỳ? Rồi thật, cái chăn ruột không? Chắc lộ vô cái nào này. Chơi cá này ngon lắm. Khanh hồi đó mẹ mua tới 10 kg luôn đó Khanh. Dạ. Yeah. Bà đó. Bà bán sỉ. Yeah. Sỉ ra 35 bán mình cũng ngon á. Ăn gì đây? Bây giờ nó nằm giỏng mà chờ mẹ câu không? Bữa nay về quê câu cá nè mọi người. Nắng. Nắng dữ lắm luôn. Có cái chòi ở trong kia trời mát á. Cũng vui lắm nè. Thay đổi bầu không khí rồi mà. Đó mẹ mở cho quay em. Đi câu cá xong. Đi câu cá xong sẵn đi. Mua một cái bao cá về nè mọi người. Đi câu cá. Mỗi gần 30 kè. Đi câu cá được bao cá vậy ạ? Trò trần gian chập nắng về chốn xa xăm cuối trời. Dương kia ở đầu miền xa con gió ở trò bao la đất trời.
chờ đậu từng không. Vì vậy em biết cái câu mà về quê cắm câu là như thế nào rồi. À, nghe cái câu về quê cắm câu không? Ừ, là vậy nè. Về quê cắm câu là hiu hắt lắm đó nha mọi người. Không phải lúc nào có cá đâu nè.